Xin chào các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu cho các bác mẫu bổn sư Thích Ca, làm từ chất liệu gỗ cẩm vàng liền phối 100%. Tác phẩm này em đang quay thì có kích thước chiều cao là 50 cm. Các bác có thể đặt các thước khác theo yêu cầu các bác nhé. Em sẽ ghép qua chi tiết cho các bác xem. Gỗ cẩm vàng thì có cái đường vân tương đối là mờ, nên là mình đục các sản phẩm tượng Phật hay là tượng chân dung rất là đẹp. Các bác cần tư vấn thêm thì hãy liên hệ với bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.